Quý bạn thân mến, hôm nay mình giới thiệu cùng quý bạn tướng tài. Tướng tài thì nói lên cái tài lộc, cái khí chất bẩm sinh và có thể nhìn thấy ở cái hình dạng của cái tài của mình. Cái tài nổi tiếng là cái nơi mà xem vận may bẩm sinh của mình nha. Và nói lên cái may mắn cái thời mà thơ ấu lúc còn nhỏ, từ 1 cho đến 30 tuổi luôn, đó là cái thời bẩm sinh thiên định của mình và nói lên cái sự thông minh nè, rồi khôn ngoan và may mắn về tiền bạc nữa. Những người mà có cái đôi tai tốt á, thì được cho là có cái khả năng cảm nhận được cái âm thanh tốt. Chắc chắn là tai của những người mà chuyên sử dụng về âm thanh á, như là ca sĩ nè, nhà sản xuất âm nhạc, thì đôi tai của những người này á, thì rất là tốt luôn. Nếu mà quý bạn có một cái đôi tai tốt á, thì có nghĩa là quý bạn sẽ được hiểu biết rộng nè, và là người năng động, hơn nữa là tiền bạc lại dồi dào nhiều và rủng rỉnh luôn. Bởi vì đôi tai nói lên được nhiều thứ và quý bạn cũng hưởng được nhiều việc trong công ăn việc làm, may mắn đủ việc hết. Và tai liên quan đến tim và thận nữa quý vị, cho nên khi mà thận yếu thì cái thính lực nó lại kém, và khi mà nghe mà âm thanh thông qua não thì lại thông qua thận và thông qua tim nữa quý bạn, cho nên xem tai cũng nói lên được cái danh tiếng nữa, cái người mà được nổi tiếng hay là cái tánh của mình nữa. Nếu mà quý bạn muốn xem tai thì quý bạn phải xem kỹ từ phần, giống như cái muốn xem khuôn mặt mình á, thì chia làm 3 phần thì mình phải xem cho nó rõ từng phần, còn tai á thì mình chia làm 5 phần. Và cái cạnh tai á thì nó có 4 xương, chia 5 phần. Phần thứ nhất nó là thiên luân. Thiên luân là cái dành tai nè quý bạn, đây là gọi là thiên luân, thì cái dành tai này á rất là quan trọng nha quý bạn. Muốn giàu có thì cái dành tai quý bạn nó phải dày, và phải đừng có cái trên dành tai đừng có thẹo hay đừng có lõm vô, đừng có khuyết gì hết á, thì cái dành tai nó nói lên cái sự phú quý và thông minh, được hưởng phúc của tổ tông luôn. Và nếu mà quý bạn mà được cái dành tai mà nó rõ ràng á thì quý bạn mới được hưởng, và cũng là có một cái phần cho thấy là cái sự hiện diện hay vắng mặt của những cái rắc rối trong cái thời thơ ấu nữa. Nếu mà cái dành tai này nó đại diện cho cái thời thơ ấu của quý bạn, nếu mà nó có lõm vô á thì nói lên thời thơ ấu của quý bạn rất là vất vả, hoặc là quý bạn sanh trong một cái gia đình nó không có đủ điều kiện. Còn nếu mà tròn trịa không có bị tì vết gì hết á, thì cái thời thơ ấu của quý bạn được suôn sẻ hơn. Và cái phần mà cái tai mà phía trên này là quý bạn, cái phần trên này á thì nói lên là cái cuộc đời mà lúc từ còn nhỏ cho tới 30 tuổi, thì cái giai đoạn là mình xem cái phần phía trên này nè quý bạn. Cái số 2 nữa, thiên thành. Thiên thành là cái dành tai, ở đây là thiên thành nè quý bạn. Có cái video mình nói về cái thiên thành này á, thiên thành này nổi cao lên á thì giàu có tỷ phú á quý bạn. Là bởi vì tại sao cái thiên thành mà nó nổi lên rõ ràng á thì báo hiệu cái tương lai của quý bạn rất là tốt, và hậu vận nhờ vào con cháu mà ấm no thảnh thơi hạnh phúc. Nếu mà cái dành này mà nổi cao lên đó nha, nó không phải mà nó nổi cao lên mà đều đâu, nó nổi có một chỗ mà quý bạn, có khi liền nổi cái phần ở trên ngay đây, có khi nó nổi hơi hơi sâu xuống đây, mà đa số là nó nổi trên phần đây. Bởi có người nói là tại sao tôi cũng nổi cao cái thiên thành này nè, nổi cao này, cái dành gọi là cái dành tay trong á cũng nổi cao, tại sao vẫn còn nghèo? Không phải đâu quý bạn. Quý bạn nổi cao thì quý bạn phải nó cao mà nó y như sưng lên vậy đó. Nó cao mà nó có thịt đó, nó dày lên, chứ nó cao mà nó nhọn lên là không được, nó cao nhọn lên càng nghèo hơn nữa, nó ngược lại như vậy đó. Thành ra cao là phải sưng phù lên mà nó nổi cao lên. Bởi vì tại sao mà ở đây trong sách nó chỉ để trong sách chỉ có để là hậu vận tốt nè, rồi hả giàu có luôn, mà tại sao mình làm video mình dám nói là nó là nếu mà nổi cao lên trở thành tỷ phú, là bởi vì mình nghiên cứu thêm quý bạn. Quý bạn thử, mình chỉ cách quý bạn nghiên cứu, quý bạn thử mở hết tất cả những nhà tỷ phú trên thế giới,
luôn Michael Jackson luôn, thì tất cả luôn. Mình nghiên cứu từ Michael hồi còn nhỏ thì cái dàn tay nó chưa có nổi lắm đâu, mà lúc mà ông nổi tiếng rồi tự dàn tay nổi phù lên, chỗ này nó phù lên, tự nó phù lên luôn á. Quý bạn xem những cái nhà mà triệu phú, những nhà tỷ phú trên thế giới luôn á, chứ không có nói mà cái kể cả nhà tỷ phú của Việt Nam mình luôn á, coi kiếm tất cả những cái hình trên mạng mà nhà nhà giàu á nha, mình xem qua thì quả thật là ngay cái chỗ mà cái vành tai trong này nó nổi cao thiệt bạn, nổi nổi cao phù lên luôn, chỉ có lận lên thấy cái vành tai trong thôi, vành tai trong thôi, vành tai ngoài thì nó hơi lận vô trong một chút. Đó là những cái nhà tỷ phú rồi, đa phần luôn không có nhà tỷ phú nào mà cái chỗ vành tai ngay chỗ phần này mà sẹp lép không có miếng nào hết trơn á, mà nó phù cực kỳ luôn, phù cao luôn á. Đó thành ra mình mới theo cái nghiên cứu mà mình xem mấy trăm hình, mấy ngàn hình luôn, mình mới ra quyết định đó là đúng là cái chỗ này dựa theo sách nói là đúng. Mình cũng phải căn bản nhưng chính xác theo sách, chứ mình không có rời cái sách được quý bạn, tại vì cái trình độ mình nó không bằng một cái mảnh manh của sách nữa. Sách là những cái vị tổ ngày xưa viết lại mà, cho nên cái phần này mà nổi cao mà có thịt dày lên như là quý bạn sẽ có giàu to và được cái vận may đó quý bạn. Thì cái vành tai này nó nói lên cái chẳng những ấy mà nói lên luôn một cái đại diện, cái vành tai ngoài nói luôn cái toàn xã hội luôn á, đại diện cho toàn xã hội và cái thế giới bên ngoài luôn á, thì đây là nó đại diện nha quý bạn. Cho nên cái hình dáng nó phải tròn trịa nè, rồi nó phải dày một chút á, thì cái tuổi thơ nó không gặp vấn đề gì, và nếu mà nó lỡn phiết là quý bạn vất vả vô cùng nha. Nhưng mà đặc biệt những cái vành tai mà có cái sắn ngay kiểu phần này nè, cái phần này nó sắn lại đó, thì đó là những cái người mà làm việc cho xã hội, như là thầy giáo, nghề làm chính trị hay bất cứ cái làm gì mà phục vụ cho xã hội á, thì đó là những cái vành tai mà phía phần ở trên nó có sắn là. Rồi tiếp thứ ba là cái thiên quách. Thiên quách là ngay chỗ nào quý bạn? Thiên quách là ngay điểm này nè quý bạn. Nãy giờ mình nói là ba điểm hay quý bạn ha, cái điểm cái phần trên là cái vành tai đây một điểm, cái phần thứ hai nữa là cái vành tai trong, nhưng mà mình thấy cái vành tai trong là nó đặc biệt là nó giàu cực kỳ luôn nha. Nếu vành tai trong nổi lên không có người nào giàu, quý bạn xem thử, không có người nào giàu mà cái vành tai trong này mà không nổi lên sập lép hết, tất cả đều nổi hết. Và thứ ba là thiên quách. Thiên quách đây là một cái cửa ngay chỗ này quý bạn, một cái cửa mình để phân biệt cái đây là cái mặt và đây là cái tai, đây là cái chốt chặn ngang đó quý bạn. Đó là cái nó giống như hình tam giác vậy đó. Thì cái ở đây là cái cửa này á, thì đó là cái nói lên cái mối mà quan hệ giữa cha mẹ con cái thì có tốt đẹp hay không á, là cái đường này nè, cái miếng tam giác này nè, cái miếng ngay tam giác ngay đây nó phải rõ ràng và nói lên luôn sự trường thọ luôn. Cái miếng tam giác này nè, thì miếng tam giác này á nó hơi cao hơn một chút so với cái lỗ tai của mình á, cái ống tai, gọi là cái ống tai, nó cái lỗ đi cho nó dễ dễ nghe hiểu ha quý bạn ha. Nó cái này cái lỗ tai á, mà cái phần cái miếng tam giác này nó hơi cao chút xíu, nó không thể nào nó cao nhiều được nha, nó cao nhiều nó lệch á, hơi cao hơn cái lỗ mình tí xíu thôi. Đó là quý bạn rất là may mắn và có thể thành công trong mọi công việc luôn. Nếu mà cái phần tam giác này nè mà nó lớn á thì nói lên với bạn rất là khắt khe về tiền bạc, mà ngược lại nó nhỏ thì quý bạn lại có cái tánh tham lam, thì nó lớn cũng không không có dầu sao nó cũng tốt hơn nó nhỏ. Khắt khe tiền bạc thì mình khắt khe thì mình hả mình mới để dành dụm được tiền bạc đúng không, nhưng mà hai cái nó không có bằng cái mà nó phải lệch hơn, nó cao hơn cái lỗ tai, cao hơn cái lỗ, cái thông hơi gió này, cái hình tam giác này phải cao hơn cái lỗ chút xíu là quý bạn sẽ làm ăn rất là thành công luôn. Mình xin ôm lại chút xíu này mà. Đây dành tay trong và cái ta nói là thành quách phải rõ ràng là vậy đó. Thì thứ tư đó là phong môn, là cái lỗ tai, thì cái lỗ tai đó thì nói lên một cái nội tâm của quý bạn, tại vì nó bên phía trong mà nói lên nội tâm, cho nên cái lỗ tai quý bạn nó phải rộng thì quý bạn mới được thông minh,
tại vì nó là cái cửa mà, nếu mà cái cửa tâm hồn mà mở nhỏ quá thì làm sao thông minh được, cái cửa phải mở rộng chút xíu. Đó là nói lên luôn cái lòng dũng cảm nữa. Nếu mà cửa rộng nha, cửa to thì cái thông minh mới có cái kiến thức sâu rộng và cái bề dày bí mật, cái tại vì nó nằm ở phía trong mình đâu thấy được đâu, cho nên nó là nói lên cái bề dày bí mật của tâm hồn mình nữa. Nếu mà cái lỗ lớn á, thì quý bạn tất nhiên là phải nghe rõ hơn cái lỗ nhỏ rồi. Lỗ lớn á, thì quý bạn sẽ gặp nhiều may mắn, mà quý bạn được cái phần vật chất nữa, tức là quý bạn được cuộc sống nó sung túc, và nó lỗ tai mà nó càng to thì cái chức quyền nó càng trọng, thì nó ngược lại lỗ tai nó càng nhỏ thì chức nó càng thấp. Số 5 đó là cái phần dái tai quý bạn. Dái tai quý bạn cũng phải rõ ràng, dày, rộng. Nó dày những quy rộng, nó dày chứ không phải nó mỏng nha, nó dày nó rộng, là người thành đạt, rồi người sống thọ nè, rồi thông minh nữa, rồi nói lên cái sự may mắn nữa, rồi cộng với tình duyên, may mắn về tình duyên nữa, may mắn về sức khỏe. Ở dưới cái phần dái tai thì nó rất là nhiều cái điểm tốt, phải không quý bạn? Cái vị trí mà cái tai của mình á, mình làm sao mình đo được, bởi vì á, mỗi người có một cái khuôn mặt khác nhau, mỗi người có một cái tướng khác nhau, cho nên mình phải đo chính bản thân của mình, chính cái khuôn mặt của mình. Thường á, thì cái tai á, thì phải bằng với từ cái chóp mũi cho tới cái, nói chung là nó nguyên cái sống mũi phải bằng với cái tai. Còn nếu mà để dễ đo hơn á, thì quý bạn á, phải đo vô, như là quý bạn phải chụp hình á, dễ đo nhất là cái chụp hình á. Quý bạn chụp hình xong, quý bạn đo trên hình á, thì nó rất là dễ đo luôn. Thì nếu còn nếu không á, thì quý bạn đo ngang từ cái chóp mũi này, đây cái chóp mũi này ngang với cái dái tai, chóp mũi đo với cái dái tai, còn ở trên cái đầu mũi thì đo với trên cái phần trên của tai này. Nên nếu mà cho nên nếu mà cao hơn lông mày á, nói rằng cái lỗ tai á, lỗ tai cao, đây là cái lông mày, mà cái phần trên cái lỗ tai này á, nó phải cao hơn cái lông mày của mình. Quý bạn phải đo từ cái lông mày ra cái phần trên của cái tai, thì nó tai phải cao hơn lông mày mới gọi là tai cao. Còn phía dưới á, thì cái chóp mũi này cái tai nó phải thấp hơn ở trên á, thì tai này phải cao hơn lông mày, phía dưới thì cái dái tai này phải thấp hơn cái chóp mũi này. Quý bạn chụp hình rất là dễ đo luôn á, chiều dài của cái tai nó bằng chiều dài của cái mũi là cái tai chuẩn, nhưng mà cái tai chuẩn không bằng cái tai cao. Cái tai cao và tai to, tai cao và tai to thì nó phải cao hơn cái chân mày nó, và cái phần dưới thì nó phải dài hơn cái chóp mũi này, nó mới gọi là cái tai to. Còn nếu mà nó nhỏ hơn cái chiều dài của cái sống mũi thì gọi là tai nhỏ. Cái người mà có đôi tai mà cao á, thì là người có sức sống và nghị lực trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn hết mình làm vì người khác luôn, họ hy sinh cho người khác luôn. Cái người mà có cái phần tai cao lên trên khỏi chân mày nha quý bạn, đó là người mà hy sinh cho người khác và họ sống rất là có nghị lực luôn, không có ngại khó khăn và luôn hết mình làm bất cứ chuyện gì để cho người khác. Và đó là những người mà có thể thăng tiến thuận lợi luôn, kinh tế rất là may mắn và giàu có. Đây là những, nói chung là cái tai mà nó cao hơn cái chân mày này, đó là người giàu có. Tai cao là giàu, cao hơn chân mày là giàu. Nhưng mà đó là mình không có nói cái tai lệch nha quý bạn. Nếu mà tai nó cao lên trên, nói tại sao tôi cái tai cao mà sao tôi nghèo vậy? Không phải, tai cao thì ở dưới này nó cũng phải dài hơn cái dưới này, nó thấp hơn cái chóp mũi. Nhiều người cái tai lệch á là nó cao phần trên không à, phần trên nó thì cao hơn chân mày, mà cái phần dưới này đo lại á, cái dái tai này á, nó không có thấp hơn chóp mũi mà nó đẩy ngược cao hơn chóp mũi, thành ra đó là cái tai lệch, còn nghèo hơn, còn khổ hơn, còn vất vả hơn nữa, nó không có đúng mà vị trí á, nó không đúng vị trí, nó còn mệt hơn nữa. Thành ra quý bạn muốn biết cái tai cao thì quý bạn đo phần trên, phải nhớ đo phần dưới giùm mình nha. Những người mà có đôi tai thấp hơn á là những người mà có cái tướng mạo tốt, nó tai thấp hơn là thấp hơn cái chóp mũi này nè quý bạn, cao hơn là cao hơn cái chân mày, mà thấp hơn là thấp hơn cái chóp mũi mình, mà cái dái tai phải thấp hơn cái chóp mũi.
Thì đó là những người mà tướng mạo tốt, lại đoan trang, là thông minh nữa, vì có cái tài lãnh đạo mà nên kéo được mọi người và đồng nghiệp yêu thương mình. Có rất là nhiều cái người mà về đàn em hay là những người trong công ty rất là yêu mến người này, và nhưng mà điểm yếu là dễ nổi giận và hay ghen tuông lắm. Những người mà có cái tai mà thấp hơn cái đầu mũi này á, đó là cái dái tai hồi dài á, thì cái điểm yếu của chút xíu thôi, tất cả là những cái điểm cộng rất là nhiều. Những cái người mà có đôi tai to hơn có lẽ là cái những cái người mà được hưởng cái tình yêu thương của cha mẹ từ thời nhỏ luôn. Những người có đôi tai to, to là to hơn cái sống mũi, to hơn cái chiều dài của cái mũi mình á, thì những người này sống rất là hạnh phúc trong gia đình luôn, và ít có bị túng quẫn về tài chính lắm. Nói như vậy á, thì quý bạn phải biết cái mũi to, cái tai to là giàu rồi đó. Tai to, mặt to, mũi to, miệng rộng, nhưng mà phải nằm ở trong cái khuôn của nó, chứ không phải mà tất cả đều to rộng mà nó nhìn nó ngoài cái tướng của cái ngoài cái tướng số đẹp á, thì cũng không được hưởng. Thì đây là một cái người mà có tai to, thì những người được hưởng cái tình yêu thương của cha mẹ từ hồi lúc nhỏ luôn, và những người này không có bị bao giờ mà bị túng quẫn thiếu hụt về tiền bạc gì cả, mà là một cái kiểu người mà rất là tích cực và cởi mở vui vẻ. Và những người mà có cái đôi tai nhỏ thì sao? Những người có đôi tai nhỏ có nghĩa là đôi tai nó nhỏ hơn chiều dài của lỗ mũi mình, và phần trên nó thấp dưới chân mày, và cái phần ở dưới tai thì nó ngắn hơn cái chóp mũi luôn, thành ra nó là cái tai nhỏ. Thì những người này á, thì phải vượt qua những cái khó khăn rắc rối gì ta, khổ sở trong cái cuộc sống rất là vất vả luôn, thất bại trong cái thời thơ ấu nữa, làm bất cứ làm cái gì nó cũng khó đi đến thành công được. Và người này là lại có cái ý thức là độc lập nữa chứ, thích sống xa cha mẹ của mình chứ không có bám víu cha mẹ nữa, và thích thể hiện cái bản thân mình với cái hả. Nhưng mà đặc biệt cái người mà có cái tai nhỏ nha quý bạn, thì có óc nghệ thuật rất là cao luôn á. Người có tai lớn mà không có làm được, mà người có tai nhỏ thì người ta lại có cái trình độ nghệ thuật, có óc nghệ thuật. Thì người mà có đôi tai dày dày á, thì là người mà có thể chất rất là mạnh mẽ nha quý bạn. Tay mà muốn dày hay mỏng thì quý bạn sờ vô biết liền gì. Quý bạn lấy cái tay quý bạn sờ vô, nếu mà tay mình nó mỏng sờ vô biết liền, cảm nhận được. Chứ tay mình đâu có thấy đâu, hoặc là mình chụp hình ra hả, thành ra mình sờ vô mình biết nó dày ha. Thì người mà tay dày á thì thể chất nó cũng mạnh mẽ theo nữa, rồi năng động, cởi mở và làm việc hả theo cái tốc độ nhanh nhẹn. Ngược lại, người mà có đôi tay mỏng á, thì nó người mà có ý bạc nhược tiêu cực, cái dành tay, cái đôi tay nó mỏng tăng luôn á, thì đó là hả, nhưng mà rất là nhạy bén và thể hiện cái khả năng văn học nghệ thuật, thích hợp đi cái nghề với những cái người mà có cái tay dành tay mỏng á, thì thích hợp với cái nghề mà việc sáng tạo gì nghệ thuật cơ quý bạn, thì rất là thích hợp. Cái độ dài của dái tay á, nãy giờ mình nói là thành quách này với cái lỗ tai rồi ha, bây giờ tới cái độ dài cái dái tai của mình ha. Cái dái tai mình thì có thể là thấy nói lên cái tài lộc nha quý bạn. Đây là với cái phần tài lộc với phần hậu vận của mình. Nếu mà cái dái tai của bạn mà đầy đặn á, thì nói lên bạn là một người giàu có và rất là may mắn. Nhưng mà nếu mà không có cái dái tai thì sao? Không có dái tai thì bạn là gặp rất là nhiều giận rủi luôn. Hoặc là bạn hả, nếu mà không có dái tay á, thì tiền bạc nó hay túng thiếu lắm quý bạn. Nó tại vì á, cái chỗ này là nói về vận may mà, nó thành ra cái dái tay quý bạn mà nó dày thì nó tốt. Nếu mà cái tay mà nó lệch hoặc là nó khuyết, quý bạn phải lao động vất vả cả đời luôn. Nếu mà nó khuyết vô, có khi là nó hổm vô tự nhiên, cái cấu tạo hình dạng nó vậy mình biết làm sao bây giờ. Thì quý bạn phải chịu khó mà lao động vất vả luôn, mà cả đời luôn, tại vì nó không có sửa là được, làm sao mà sửa được hả, sanh sao để vậy luôn. Thì cái hả tay nhỏ mà nó mỏng mà như tờ giấy luôn á,
Nhưng mà mình nói là không sửa được thì nó cũng có cái sai sai nha quý bạn, cho mình chỉnh sửa lại tí là đa phước đức đạt tùy hung. Nếu mà thấy cái tay của quý bạn mà nó bị lệch hoặc bị phiết gì đó thì quý bạn hãy cố gắng tu phước á. Tu phước thì một thời gian sau quý bạn sẽ được hưởng, mà khi mà phước đức mình có rồi á thì tuy là cái tay mình nó không có hình dạng, không sửa đổi được, nhưng mà cái màu sắc của tay nó sẽ sáng lên thì quý bạn cũng được hưởng, hoặc là cái tướng trong cái ẩn tướng của quý bạn trong người á nó hiện ẩn tướng lên thì quý bạn sẽ được hưởng, mà không phải hưởng giàu có tỷ phú, nhưng quý bạn sẽ được, mà thí dụ như là từ nghèo đói thiếu nợ thì quý bạn sẽ được hưởng là trả hết nợ, dứt nợ, mua được cái nhà nho nhỏ, thí dụ như là ngày 2 bữa cơm thì quý bạn đầy đủ, có nhà ở rồi con cháu này kia nọ đó, nó hưởng cái phước nho nhỏ nha quý bạn. Nói về người mà có cái tay mà nhỏ mà mỏng như tờ giấy luôn á, tay mà sờ vô mà nó nhỏ xíu à, tay nó nhỏ nhỏ hơn cái sống mũi luôn, mà cái chiều dài của sống mũi đó mà nó nhỏ nó mỏng nữa, thì đó là những người mà nghèo khổ. Nhưng mà những người nghèo khổ rồi cộng thêm ở cái bệnh ở phần cái lồng ngực của mình, trong lồng ngực thì có khả năng là bệnh tim, bệnh phổi. Nói thêm một cái phần cái giá tay này, nếu mà giá tay mà nó hơi cong nhẹ nha quý bạn, nó cong nhẹ nó hướng về phía miệng mình, đó là người ta nói về là hướng ra biển á quý bạn. Quý bạn sẽ vừa sống thọ mà vừa giàu có nữa, được cái tài lộc có sống suốt đời luôn. Nếu mà cái phần giấy tay này nó thường thường giấy tay đa số nó thẳng xuống nhiều quý bạn, nhưng mà nếu mà quý bạn hơi cong ra nha, nó cong ra hướng về phía miệng, mà làm sao mà mình biết cong ra, quý bạn sờ vào đây cũng biết nữa. Thường á thì ngay chỗ cái xương xương chỗ xương hàm, mấy xương cuối xương hàm của mình á thì cái phần đó là cái giấy tay của mình nó đụng đó, mà những người mà có giấy tay nó cong ra hướng miệng á thì cái phần giấy tay này á nó đi ra khỏi cái phần xương hàm này luôn, nó lấn ra phía trước cái xương này luôn á. Đó là những cái người đó phải nói là suốt cả đời ấm no hạnh phúc giàu sang được hưởng luôn, bởi vì nó phần giấy tay mà nó chỉ ra cái miệng này nè, nó hướng về cái miệng này là cả đời cái miệng này không có đói. Nó ngộ gì quý bạn, mà cái phần mà này mà hướng ra miệng thì miệng được no đủ. Quý bạn thân mến, video của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bạn video tiếp theo.